Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền nằm trên trục đường số khu Tinh Lửa thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đang có nhu cầu bán. Xin giới thiệu với cô chú anh chị. Căn nhà này với diện tích ngăn năm dài 20, công nhận trên sổ là 100m2. Với kết cấu bao gồm trệt, lửng hai lầu sân thượng với tổng diện tích sàn là 245m2. Hiện trạng vừa ký hợp đồng thuê. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên, đầy đủ giấy tờ để công chứng mua bán và không thế chấp ngân hàng. Hướng chính của tài sản là hướng Đông Bắc. Và hiện tại tài sản này đang được chủ nhân chào bán là 36 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị.